Minh Thư xin kính chào quý vị đến với chương trình tin học trong bản tin Hòa Trình Đốn của Đài Truyền hình SBTN. Kính thưa quý vị, vào ngày 14 tháng 11 năm 2013 vừa qua, Hiệp hội về tim của Hoa Kỳ và Hiệp hội về các bác sĩ chuyên về tim đã đưa ra một thông báo mới trong việc sử dụng chất thuốc statin, và điều này đang làm xáo trộn giới y sĩ cũng như quần chúng. Một lần nữa có mặt hôm nay với chúng tôi là bác sĩ Trần Văn Sáng. Ông hiện hành nghề nội khoa thuộc thành phố Forest, tiểu bang Virginia. Ông sẽ trình bày cho chúng ta biết về những tiêu chuẩn mới trong việc sử dụng chất thuốc statin này. Xin kính chào bác sĩ và xin hân hạnh giới thiệu bác sĩ Trần Văn Sáng đến với quý vị khán thính giả của Đài Truyền hình SBT. Xin kính chào quý thính giả của Đài SBT ở khắp mọi nơi trên thế giới và lần nữa xin chào cô Thu. Thưa bác sĩ, trước khi chúng ta nói về những tiêu chuẩn mới trong việc sử dụng chất thuốc statin này, xin bác sĩ cho quý vị khán thính giả biết cái chất thuốc statin này là cái loại thuốc gì? Thuốc statin là một cái loại thuốc mà thực sự rất là phổ biến trong cái vấn đề mà chữa trị cái cholesterol. Đây là một cái tên chung thôi. Cái statin chỉ có nghĩa là một cái nhóm thuốc có cái dần cuối cùng có tên là statin. Thí dụ atorvastatin, đó là cái tên của một cái loại statin. Và cái tên thương mại của nó là Lipitor. Và một cái tên khác như là lovastatin, cái tên thương mại nó là Mevacort. Và gần đây chúng ta thấy có một cái loại thuốc gọi là rosuvastatin hay là Crestor. Và chúng ta cũng có nhiều cái dạng nó phối hợp cái statin với những thuốc khác. Tại vì người ta muốn phối hợp chất statin với một loại thuốc khác. Thí dụ phối hợp với một thuốc cao máu. Đó là cái hướng tương lai. Ta sử dụng hai cái thuốc này nhập lại để mà làm lợi ích cho, tiện lợi cho bệnh nhân, họ chỉ sử dụng một viên thuốc mà thôi. Trong thiên nhiên thì có statin hay không? Thực sự tất cả những cái chất statin này nó đều có trong thiên nhiên hết. Và hiện nay chúng ta thấy là trên thị trường người ta đang cố gắng cổ động sử dụng red yeast rice. Tại vì người ta thấy trong đó có một chất statin thiên nhiên có thể sử dụng để hạ cholesterol. Hay là trong cái oyster mushroom. Oyster mushroom là một loại nấm mà có hình dạng nó giống như một cái con sò như vậy. Thì đó là cái hình ảnh chung chúng ta thấy là từ cái statin từ những hãng thuốc cung cấp cho chúng ta và một cái loại statin mà có trong cái thiên nhiên mà Thượng Đế đã ban cho chúng ta. Thưa bác sĩ, xin bác sĩ có thể cho biết cái quá trình nghiên cứu của chất thuốc statin này như thế nào? Chúng ta nói vấn đề statin chúng ta thấy nó quá đơn giản, tại vì chúng ta sử dụng nó hầu như là mọi người đều biết cái chất này. Nhưng mà lịch sử của nó kéo dài từ 200 năm trước. Để chúng ta hiểu được cái chất cholesterol là gì trước khi có sự xuất hiện của chất statin, thì cholesterol đã được tìm ra khoảng 200 năm trước chứ không phải là ngắn đâu. 200 năm trước là nhờ công người Pháp là François Boulanger de la Salle. Ông này ông phân tích những cái sạn ở trong túi mật, cái sạn này nó thành lập như thế nào, thì ông thấy phần lớn là một cái chất béo, chất mỡ mà thôi. Thì lúc đó giờ ông không có hiểu rõ cái thành phần và cái giá trị và cái sự độc hại của nó như thế nào. Cho tới năm 1815 thì có một người hóa học gia khác gọi là Michel Eugène Sèvres. Thì ông này xác định rõ cái chất này và ông đặt cái tên nó là cholesterol, chứ không phải là cholesterol. Cho tới năm 1913, tức là gần cả 100 năm sau, thì có một cái bác sĩ quân y của người Nga gọi là Nikolai Anishov. Thì ông này lần đầu tiên ông nghĩ là cái cách thí nghiệm trên con thỏ và cho nó ăn thật nhiều cái chất béo, có nghĩa là cái hàm lượng cholesterol nó cao, và ông chứng minh được rằng nếu mà ăn nhiều chất béo như vậy thì cái mạch máu có thể bị nghẹt. Nhưng mà người ta không có để ý công việc của ông. Sau đó thì bắt đầu có những cái nghiên cứu nhiều về cholesterol. Thì đến 1928 thì có một cái người hóa học gia người Đức gọi là Adolf Windaus. Thì ông này ông tìm được cái cấu trúc của cholesterol. Nhưng mà từ cái bước tiến đó thì có một cái nhà hóa học gia khác của người Mỹ rất là nổi tiếng gọi là Robert Woodward. Thì ông này 1965 dựa trong những cái cơ bản đó, ông đã tìm được cái cách tổng hợp chất cholesterol. Đây là một cái nhà rất là nổi tiếng của Hoa Kỳ. Ông tổng hợp rất là nhiều những loại khác nhau, từ cái vitamin 12 tới những cái loại thuốc khác nhau. Và trong những cái công trình của ông để lại, đó là ông tổng hợp được cái chất cholesterol trong phòng thí nghiệm. Và ông chứng minh được cái chất cholesterol này nó có một cái liên hệ rất là trực tiếp đối với cái sự sơ hóa của cái động mạch. Thì cái câu chuyện chúng ta bắt đầu từ khi mà Woodward chứng minh được cái điều đó. Cho tới 1985 thì Michael Brown và ông Goldstein cũng được giải thưởng Nobel
về y học để tìm được cái chất gọi là mỡ xấu, tức là LDL, tức là low density lipoprotein. Cái điều này có nghĩa là gì? Chúng ta phải mất gần cả 100 năm để biến từ một chất cholesterol, để tìm hiểu nó như thế nào, chứng minh trên người như thế nào. Nhưng mà thực sự cái câu hỏi vẫn chưa có rõ ràng là làm thế nào để chứng minh được chất cholesterol này nó làm nghẹt tim. Thì phải chờ đến cái câu chuyện hết sức là thương đau là Tổng thống Roosevelt sau sự thành công ở trong cái thế chiến thứ hai năm 1948, ông có cơ hội để gặp ông Tổng thống Winston Churchill của người Anh để bàn về thái khiết những cái quốc gia sau cái chiến tranh. Trong cái buổi họp đó thì ông từ chối, ông cáo bệnh là ông rất là mệt, tại vì huyết áp ông là 260/90. Và chính vì vậy, từ cái câu chuyện đó, sau 2 năm sau ông chết vì tai biến mạch máu não. Thì cái người bác sĩ của ông là Dr. White tại Massachusetts Boston, một cái bệnh viện Harvard rất là nổi tiếng, nhưng mà không có thể giúp được gì cho cái gì tổng thống của quốc gia Hoa Kỳ. Và ông mới quyết định là họp lại nên làm cái gì đó để chứng minh là có sự liên hệ giữa cholesterol, giữa thuốc lá và những yếu tố khác đã đưa đến làm thế nào cái con người mà nó có thể bị chết vì tim hay là bị tai biến mạch máu não. Thì câu chuyện chúng ta mới bắt đầu mở ra, và người ta bắt đầu người ta nghiên cứu trên con người. Và chính cái nghiên cứu đó nó có cái tên rất là nổi tiếng là tất cả mọi thầy thuốc đều biết, đó là Framingham Heart Study, là một cái tên của một cái vùng ở Boston, Massachusetts. Người ta đã quy tụ được khoảng 5.000 người, trên 5.000 người đàn ông và đàn bà. Nghiên cứu bắt đầu từ 1948 và cho tới 1960 thì họ được chứng minh rằng có một sự liên hệ rất là quan trọng giữa cholesterol, thuốc lá và cao huyết áp có thể gây đến cái trường hợp tử vong cho tim. Thì đó là câu chuyện cho thấy nó bắt đầu nó mở màn để tất cả những cái nhà nghiên cứu khác mới nghĩ làm thế nào để chúng ta phải dùng cái thuốc nào đó để mà giảm chất cholesterol. Thì cái câu chuyện lịch sử của statin mới bắt đầu từ đó, từ cái câu chuyện mà do một tổng thống Mỹ bị chết vì vấn đề mà ông thinh lình ông bị cao máu vì tai biến như vậy. Xin bác sĩ cho biết, thật sự thì cái chất thuốc statin này nó có mặt trên thị trường từ năm nào, và cái nhà nghiên cứu nào hoặc là cái nhà bác sĩ nào đã nhận ra được cái giá trị của nó để mà làm thành thuốc? Chúng ta nhớ là tất cả những cái người ân nhân của nhân loại thực sự đôi khi chúng ta không bao giờ nhắc đến. Chúng ta nhắc tới những cái người mà rất là nổi tiếng trên màn ảnh dân dân. Nhưng mà chúng ta quên mất là cái người mà chúng ta đội ơn đó là cái người Nhật, Japanese, chuyên về sinh lý học, sinh lý sinh hóa. Theo cái tiếng Việt Nam chúng ta 1971, chúng ta là Akira Endo. Ông này là cái người đầu tiên đã tìm ra cái chất là mevastatin trong một loại nấm có tên là Penicillium citratum. Ông làm việc cho hãng thuốc Senkyo của Nhật. Và ông là người đầu tiên đã tìm ra, nhưng mà cái chất ông tìm ra thì nó lại quá độc khi sử dụng trên những cái con vật thí nghiệm. Chính vì vậy, khi mà cái người Mỹ nghe được cái hãng Merck, họ nghe được cái tin này, họ đi di chuyển qua bên Nhật và tìm cách kết hợp để nghiên cứu, để tìm ra cái công thức để mà trả lời cho vấn đề làm thế nào để mà có thể giảm cái chất cholesterol bằng thuốc. Thì hãng Merck năm 1978 đã bắt đầu tìm được trong cái chất gọi là lovastatin, trong cái loại nấm cũng vậy, Aspergillus terras, và họ đã thành công. Tại khi họ thí nghiệm trên người thì hoàn toàn không có những cái độc chất rất là nguy hiểm để có thể sử dụng được. Và họ bắt đầu họ tung ra thị trường vào 1987 với cái tên là Mevacort. Thì khi hãng thuốc Merck họ bán được rất là nhiều, nhưng mà người ta vẫn không tin là uống cái thuốc này thì có thể ngừa được cái chứng nghẹt tim hay là nghẹt mạch máu não. Chính vì vậy mà Merck, nhà hãng thuốc Merck, họ phải tổ chức ra một cái cuộc nghiên cứu riêng. Họ không có được thành công ở tại Hoa Kỳ, nhưng mà họ đi qua xứ khác, tức là xứ là Scandinavian. Tại vì cái xứ nó nhỏ, rất là dễ làm nghiên cứu. Họ làm nghiên cứu trong vòng 5 năm, thì họ thấy là nếu mà dùng thuốc của họ đó, tức là Mevacort, thì cái tỷ lệ chết cho tim trong vòng 10 năm đó sẽ giảm xuống được 42%. Đó là cái câu chuyện mà chứng tỏ là nếu mà dùng thuốc hạ cholesterol thì rất là có ích lợi. Chúng ta thường tất cả những công trình nghiên cứu của biết bao nhiêu người chỉ để nói một cái câu là phải dùng thuốc hạ cholesterol để có được cái sự ích lợi là có thể tránh được cái nghẹt tim. Thì chúng ta thấy cái câu chuyện nó là như vậy. Xin bác sĩ cho biết cái tác dụng của cái nhóm thuốc statin này như thế nào mà để giúp cơ thể của chúng ta làm hạ cái chất cholesterol? Để
để cho nó đơn giản quá thì tôi nghĩ là rất là phức tạp cho quý vị có thể hiểu được. Nhưng mà chúng ta nhớ là cholesterol trong cơ thể chúng ta có hai nguồn, một cái nguồn từ thực phẩm đưa vào, một cái nguồn từ cái sự sản xuất từ cái gan mà ra. Thì cái gan nó có nhiệm vụ phải tạo ra những chất cholesterol để mà cơ thể sử dụng. Tại vì sao? Cái cholesterol không phải là một cái độc chất, nhưng là một cái chất rất là cần thiết cho cơ thể, cần thiết cho cái sự kế tạo tự nhiên cái màng tế bào, trong cái sự dẫn truyền đường thần kinh, và rất cần thiết để tạo ra những cái tích tố trong cơ thể, tích tố về sinh dục, tích tố cho phụ người phụ nữ, tích tố nam nhân dân. Bởi vậy cholesterol rất cần thiết và cơ thể lúc nào cũng phải sản xuất chất cholesterol. Cái tiến trình để mà tạo ra chất cholesterol nó bắt đầu từ cái chất béo đơn giản nhất là acetyl-CoA. Thì cái chất này nó phải theo cái tiến trình của nó xảy ra gần cả 10 hay mười mấy cái tiến trình ra để mà tạo ra cái chất cholesterol. Thì trong cái tiến trình đầu tiên nó sẽ sử dụng một chất xúc tác gọi là SMG-CoA reductase. Thì khi mà cái chất statin này nó block được cái đó, tức là ngăn chặn được cái hoạt động của cái chất xúc tác đó, thì tất cả cái tiến trình tạo ra cholesterol nó bị ngưng lại. Chính vì vậy khi sử dụng cái thuốc này thì cái sự sản xuất của cái chất cholesterol tại cái gan nó sẽ bị ức chế lại. Thì đó là cái câu chuyện mà statin nó hoạt động như thế nào đối với trong cơ thể để mà làm giảm cái chất cholesterol. Sau đây anh bác sĩ cho biết những cái tiêu chuẩn cũ trong việc sử dụng chất thuốc statin như thế nào. Khi chúng ta nói về tiêu chuẩn trong y học thì trong tất cả những cái bệnh lý chúng ta đều có những cái tiêu chuẩn hết, kể cả chữa về gan, chữa về bao tử, chữa về cholesterol, nó có tiêu chuẩn. Và tiêu chuẩn nó dựa đâu? Dựa trên tất cả nghiên cứu trên thế giới, và đặc biệt cái viện nghiên cứu của Hoa Kỳ, tức là National Institute of Health, họ đóng vai trò hết sức là quan trọng vấn đề nghiên cứu tất cả những cái công thức hay là những cái tiêu chuẩn được đưa ra. Hiện nay từ 2004 cho tới ngày hôm nay, tức là 2013, gần trên 10 năm thì chúng ta sử dụng một cái tiêu chuẩn được đặt ra trước đây từ 2004. Tức là tiêu chuẩn đó là gì? Khi mà chữa cholesterol thì bắt buộc phải làm thế nào để hạ cái cholesterol xuống dưới 200 mg phân khối máu. Và những người mà có cao cái mỡ xấu, tức là cái chất LDL, thì phải làm giảm xuống dưới 100. Và nếu mà đối với cái mỡ tốt thì phải càng nhiều càng tốt, càng cao càng tốt. Có nghĩa là phải khuyến khích họ vận động, thể dục, nhân dân có thể uống một tí rượu chất đỏ nhân dân để làm thế nào để mà nâng cái chất mỡ tốt lên. Và cái số 2, những cái tiêu chuẩn từ 2004 tới hiện nay là phải làm thế nào để có thể đánh giá được cái nguy cơ người đó có thể bị tim hay là chết gì, tai biến máu não không trong vòng 10 năm. Thì người ta gọi là nguy cơ, gọi là risk factors. Thì cái risk factor đó nó gồm có bao nhiêu? Có 10 cái risk factor mà chúng ta tính ra. Thứ nhất cholesterol, số 2 là thuốc lá, số 3 là cái căng thẳng trong đời sống, số 4 là tiểu đường, số 5 là cao máu, số 6 là mập bụng. Mập bụng có nghĩa là họ đo cái dòng bụng, người nào có dòng bụng nó càng cao chừng nào đó thì cái nguy cơ mà chết vì tim nó càng cao chừng đó. Cái số 2 là cái tuổi càng lớn thì cái nguy cơ nó càng cao, và cái độ cholesterol xấu, tức là LDL càng cao chừng nào thì nguy cơ nó càng cao chừng đó. Và dựa vào cái mỡ tốt, nếu mỡ tốt cao thì sẽ giúp đỡ để bảo vệ người đó. Và sau cùng thì dựa vào độ cao của cái huyết áp. Thì đó là những nguyên cơ mà chúng ta thấy cái người thầy thuốc sử dụng cái đó để dự trù xem cái người đó có cái nguy cơ để bị ngạt tim hay không. Tôi thí dụ rất là đơn giản. Ví dụ bây giờ chúng ta có một người đàn ông 50 tuổi. Khi mà thử máu thì thấy cái cholesterol họ khoảng 240. Hỏi ra thì họ hút thuốc lá được khoảng 20 năm. Và thường thường thì họ cũng bận biểu, rất không có làm việc nhiều. Đời sống hơi căng thẳng trong cái thương trường nhân dân. Thì nếu mà tính sơ như vậy thì họ có khoảng 4-5 cái risk factors, cái nguy cơ. Thì cái xác suất người đó bị nghẹt tim trong vòng 10 năm tới có thể khoảng 20%. Thì cách đó để cho cái người thầy thuốc, người ta có thể nhìn cái bệnh nhân để làm thế nào để giúp họ, để ngừa cái chuyện đó sẽ xảy ra. Tại vì biết chắc chắn người đó nếu mà tiếp tục cho họ đi theo con đường đó thì chắc chắn cái nguy cơ chết vì cái tim nó rất là cao. Thưa bác sĩ, như vậy thì cái người bệnh nhân có thể nhờ người bác sĩ gia đình để tính những cái nguy cơ mà họ có thể bị ngạt tim trong vòng 10 năm được, phải không thưa bác sĩ? Có, thì thực ra chúng ta có nhiều công thức thì nó hơi phức tạp. Thí dụ như là cái người thầy thuốc có dùng những cái công thức có sẵn, chỉ đề tên vào và đề những cái yếu tố vào, ví dụ tên, tuổi, mức độ cholesterol như thế nào, thì người ta có thể tính cho ra mình cái số. Hay là người ta sử dụng những thí dụ như là
về phía diện tuổi thì người ta sẽ cho những cái điểm point. Ví dụ như càng trẻ chừng nào thì chúng ta sẽ trừ điểm nó ra chứ không cộng vào. Người càng già thì cái cộng số nó sẽ càng cao. Và cái số cholesterol cũng vậy, thì dựa theo cái một cái bên tuổi và bên cholesterol. Nếu cholesterol càng cao chừng nào, ở cái tuổi trẻ chừng nào thì cái nguy cơ nó cao hơn chừng đó. Tại vì sao? Những người trẻ đó mà cái cholesterol cao đó thì cái xác suất họ bị chết vì tim trong 10 năm rất là cao. Còn những người đã già rồi thì cholesterol nó hơi cao chút xíu, nhưng mà cái xác suất do cái cholesterol nó gây ra nó cũng tương đối, nó thấp hơn, tại cái điểm họ thấp hơn. Và cái số cùng thì nó họ sẽ tính theo cái xác suất là cái mức độ mà mở tốt nó như thế nào để chúng ta có thể cộng thêm điểm hay trừ thêm điểm. Và cuối cùng là cái những cái tuổi và cái mức độ có thuốc lá hay không. Những người không có thuốc lá thì hoàn toàn không có cộng thêm cái điểm nào hết. Thì khi làm như vậy thì sau đó thì họ cộng lại những cái điểm đó thì họ tính ra được cái 10 năm cái nguy cơ như thế nào. Ví dụ như là 10%, nếu mà trên 5 thì cái xác suất chết là 2%, nếu mà tổng số những cái điểm gọi là 10 thì người đó sẽ trong có 6%, nếu mà trên 15 điểm thì có thể là 10-20%. Trong 10 năm thì họ có thể bị nguy cơ về cái tim như vậy. Thì tôi nghĩ là những người thầy thuốc mà trong gia đình có thể giúp những người bệnh nhân, họ có thể tính được những cái nguy cơ đó để giúp cho thảo luận làm thế nào để thay đổi cái đời sống và làm thế nào để làm giảm bớt những cái risk, những nguy cơ đó. Thưa bác sĩ, khi bác sĩ giúp một người bệnh nhân trị liệu về cholesterol thì ngoài cái việc trị liệu điểm chính là cholesterol, bác sĩ có quan tâm đến hoặc chú trọng tới những cái điều gì khác không thưa bác sĩ? Thì chúng ta đã nói trong cái tiêu chuẩn cũ thì người ta chỉ nghĩ đến làm thế nào để làm hạ chất cholesterol xuống dưới 200 mà thôi, 200mg bậc phân khối. Và nếu mà những người mà có nguy cơ như vậy thì người ta nên tìm cách để làm giảm cái mỡ xấu xuống dưới 100, đó là cái tiêu chuẩn. Còn những cái người mà đã bị nghẹt tim nhiều rồi đó thì thường thường người ta sẽ cố gắng để làm hạ cái chất mỡ xấu này xuống dưới 75, thì đó là cái tiêu chuẩn. Và đồng thời như chúng ta đã nói là cái người thầy thuốc sẽ bàn với người bệnh nhân về những yếu tố, cái nguy cơ mà họ phải làm giảm, ví dụ là phải giảm cân, phải giảm cái đường lượng trong máu, và họ phải thể dục, họ phải vân vân, thì họ phải dùng thuốc để kiểm soát cái huyết áp của họ nữa. Đó là những cái điều mà cái người bệnh nhân phải hiểu và họ hiểu được để mà cách để hướng dẫn cho họ để làm có thể làm giảm cái nguy cơ chết do tim và do mạch máu não. Dạ thưa bác sĩ, được biết vào ngày 14 tháng 11 vừa qua, Hiệp hội về tim của Hoa Kỳ cũng như là Hiệp hội của các bác sĩ về tim của Hoa Kỳ đưa ra những cái tiêu chuẩn mới trong việc sử dụng chất thuốc statin. Xin bác sĩ cho biết cái sự khác biệt của nó như thế nào giữa những tiêu chuẩn cũ và tiêu chuẩn mới mà hiện nay giới y sĩ cũng như quần chúng cũng đang phân vân. Cái câu hỏi đặt ra là tại sao người ta đưa ra những tiêu chuẩn mới? Thì từ khi mà đưa ra tiêu chuẩn cũ 2004 cho tới bây giờ, nó đã gần 10 năm rồi. Và trong 10 năm đó thì có rất nhiều cái nghiên cứu và rất nhiều những cái điều người ta đã hiểu biết thêm khi mà sử dụng statin. Và bắt buộc trong những cái nhóm chuyên viên đó kết hợp với tất cả những người chuyên viên tại Hoa Kỳ và những cơ quan nghiên cứu có một số đại diện trên thế giới, họ quyết định là bây giờ sẽ đưa ra những cái tiêu chuẩn mới để tìm cách thay thế cái tiêu chuẩn cũ. Thì cái gì thực sự là mới? Cái điều quan trọng nhất trong cái mới đó là gì? Họ sẽ tập trung vào 4 cái nhóm mà bắt buộc phải sử dụng statin, chứ không phải là mục đích để chỉ mang cái chất cholesterol xuống dưới 200. Họ không có chú ý nhiều đến cái số nữa, mà cái mục đích của họ là làm thế nào để cholesterol nó xuống càng thấp càng tốt và cái mỡ xấu nó càng xuống càng thấp càng tốt. Chúng ta sẽ bàn tới 4 cái nhóm nào mà được chú ý đến. Cái số 2 nữa là tất cả những cái số mà được định trước cho mỡ xấu mà tốt cũng không còn giá trị tuyệt đối như ngày xưa nữa. Cái số 3 nữa là họ trở lại vấn đề tìm ra những cái nguy cơ để làm giảm những cái nguy cơ đưa đến cái nghẹt tim và nghẹt mạch máu não trong vòng 10 năm, tức là những cái risk assessment trong 10 năm như vậy. Và cuối cùng người ta lưu ý nhiều tới vấn đề an toàn của thuốc, tức là cái safety recommendation, tức là làm thế nào khi mà uống thuốc như vậy lâu dài thì cái nguy cơ những cái phản ứng phụ như thế nào và cái người sử dụng thuốc phải biết. Dạ thưa bác sĩ, như vậy thì cái nhóm bệnh nhân nào phải dùng cái chất statin này để trị liệu? Hiện nay những cái thuốc chúng ta chú ý là
không phải là những người chỉ có cao cholesterol mới được uống thuốc statin. Chúng ta phải chú ý là tất cả những người nào mà đã được chứng minh là họ bị nghẹt tim, được mổ tim, được thông tim, đều phải uống thuốc statin rất là lâu dài. Và cái điều quan trọng nhất họ muốn nhấn mạnh là phải sử dụng cái liều cao để mà hạ cái chất cholesterol càng thấp càng tốt. Đó, người ta vừa sử dụng là cái tên, cái trong cái giới dùng là moderate intensity hoặc là intense severity. Để làm thế nào sử dụng liều cao? Thí dụ, như một cái người vừa mổ tim ra, thì cái người thầy thuốc sẽ cho họ uống cái liều Lipitor có thể là 80mg. Chứ không phải là cái liều trung bình là 40 hay 20mg mà chúng ta thường hay sử dụng. Hoặc là một cái người vừa thông mạch máu ở chân hay là có cái biến chứng về não thì họ phải sử dụng cái thuốc statin, cái liều rất rất là cao. Đó là cái chuyện thứ nhất. Tất cả những người nào mà có cái mỡ xấu trên 190, dù là trẻ hay là già, đều phải được sử dụng cái loại thuốc cholesterol mạnh, statin mạnh để làm hạ xuống dưới cái mức 100. Đó là cái tiêu chuẩn thứ hai. Tất cả những người bị tiểu đường, dù có bị cao cholesterol hay không, ở trong lứa tuổi từ 40 tới 75 tuổi đều phải sử dụng statin hết để mà phòng bệnh cho họ trong biến chứng về nghẹt tim và nghẹt mạch máu. Còn về phương diện nguy cơ, nếu mà sau khi mình đã tính được cái nguy cơ của người đó trên 7.5% thì bắt buộc những người đó phải uống thuốc statin. Có nghĩa là một cái người 50 tuổi dù là cholesterol nó không cao lắm, nhưng mà nếu mà họ hút thuốc lá và họ không có vận động nhiều thì cái xác suất của họ, cái nguy cơ họ bị nghẹt tim trên 7.5% thì những người đó cũng được khuyến cáo nên sử dụng statin để ngừa bệnh. Dạ thưa bác sĩ, ngoài những cái điểm chính trong những cái tiêu chuẩn mới này, chúng ta có cần phải lưu ý những cái việc gì khác không thưa bác sĩ? Thực sự trong cái tiêu chuẩn mới này người ta đề cập đến một cái vấn đề nữa là vấn đề mà thay đổi cái lối sống, cái cách ăn uống. Thì chúng ta thấy cái ảnh hưởng của nó rất là rộng, tại vì hiện nay cái cách ăn uống chúng ta đã thấy có nhiều cái tiểu bang đã không có xài những cái loại trans fat nữa, họ đã cấm. Và hiện nay trong tất cả những cái trường học, cái giới trẻ họ sẽ được huấn luyện về cái điều này. Họ phải thay đổi cách ăn uống và cách sống như thế nào để mà nó phù hợp, để mà giảm cái nguy cơ của họ trong vòng 10 năm tới. Thì chúng ta sẽ thấy nó sẽ rất phổ biến trong tương lai. Đặt cái vấn đề là phòng bệnh hơn là chữa bệnh. Và sau cùng rồi thì cái quan điểm về sử dụng statin ở cái liều gọi là liều chấp nhận được, tức là the lowest dose is the best, có nghĩa là sử dụng cái thuốc vừa đủ để không làm hại cơ thể là cái điều mà quan trọng. Thì cái quan điểm này sẽ không còn giá trị nữa. Thì hiện nay người ta đã nghĩ là càng đánh mạnh chừng nào thì kết quả nó càng tốt chừng đó, không có sử dụng cái liều nhẹ nhẹ để mà thử. Tất cả đều quyết định dựa trên cái căn bản của những cái nghiên cứu về cái lợi của cái thuốc statin trong về bảo vệ tim và mạch máu. Và sau cùng thì người ta khuyên là không được phối hợp hai thuốc với nhau, tức là không tránh dùng hai cái loại thuốc cholesterol cùng một lúc, tại vì sử dụng như vậy sẽ gây rất nhiều phản ứng phụ cho cái cơ thể của người bệnh. Dạ thưa bác sĩ, cái điều bác sĩ mới vừa nói là cái sự an toàn, thì xin bác sĩ cho biết một người bệnh nhân họ dùng cái chất thuốc statin này lâu năm thì có an toàn hay không thưa bác sĩ, và những cái phản ứng phụ của nó như thế nào? Phản ứng phụ trong 10 năm vừa qua được sử dụng trên thị trường thì thấy có rất nhiều phản ứng phụ, ví dụ như là bị đau nhức cái cơ thể, bị cảm thấy yếu, thỉnh thoảng thì bị chuột rút, tức là cái bắp cơ nó bị co thắt lại, hay là mệt mỏi, hay là theo dõi về cái chức năng gan thì thấy có sự thay đổi chức năng gan, và đôi khi làm cho cái người thầy thuốc và cái bệnh nhân lo lắng là không biết là cái thuốc này thực sự nó có làm hại gan hay không. Thì câu trả lời của tất cả những cái tiêu chuẩn mới nhất bây giờ, người ta trả lời là tất cả những điều đó có thể làm cho mọi người lo lắng, kể cả thầy thuốc, nhưng cái điều lo lắng đó nó không có giá trị, tại vì cái lợi ích do sử dụng thuốc statin nó quá cao để nên cố gắng tiếp tục và có thể là giảm liều xuống hay là tìm cách thế nào để giúp cho người bệnh có cái cơ hội để tiếp tục dùng thuốc statin. Thì trong cái danh từ y học người ta dùng cái danh từ gọi là cái lợi ích nhiều hơn cái hại, gọi là cái benefit outweigh the side effects. Thế ra người ta vẫn khuyến cáo dù là thử cái gan nó hơi thay đổi một chút xíu, hơi đau nhức cơ thể chút một xíu, không có quan trọng, nên cố gắng. Trừ trường hợp mà không cố gắng được nữa đó
thì mới tạm thời ngưng hay là đổi một loại thuốc khác. Thì đó là cái quan điểm hiện nay trong cái tiêu chuẩn mới hiện nay. Người ta không có chú ý quá nhiều tới cái phản ứng phụ mà bắt buộc cái người bệnh nhân phải ngừng thuốc. Dạ thưa bác sĩ, một cái vấn đề khác cũng làm nhiều người bệnh nhân lo lắng và quan tâm là khi mà họ nói là uống thuốc, cái chất thuốc statin này thì sẽ gây ra bệnh tiểu đường. Xin bác sĩ xác nhận cái điều này có đúng hay không thưa bác sĩ? Thực sự đây là cái điều đã được xác nhận thì trong những nghiên cứu về những loại thuốc khác nhau. Nhưng mà quý vị nhớ là có những loại thuốc khác nhau gây ra cái biến chứng tiểu đường. Nhưng cái tỷ lệ nó là chỉ từ 1 phần ngàn tới 3 phần ngàn mà thôi. Bởi vậy đối với cái tiêu chuẩn này thì người ta nghĩ là không nên quá chú ý nhiều về cái phản ứng phụ này. Và cái điều quan trọng là phải thử nghiệm cho họ thôi và theo dõi họ thôi, chứ không có phải là chín như vậy mà không có nên uống thuốc cái statin. Đây là một cái phản ứng rất là nhỏ, khoảng từ 1 tới 3 phần ngàn, tức là 1.000 người uống thuốc chỉ có 1-2 người có thể có những cái biến chứng phụ này. Dạ, trước khi kết thúc bản tin y học hôm nay, xin bác sĩ cho quý vị khán thính giả một vài lời khuyên về cách phòng bệnh bị ngạt tim cũng như là tai biến mạch máu não để tránh sử dụng cái chất thuốc statin này. Thực sự tôi cũng có thể khuyên quý vị các bạn xem, nhưng mà tôi nghĩ là có một người thầy thuốc, bác sĩ tên là Elliot Edman, ông là chủ tịch của Hiệp hội Tim Hoa Kỳ, và ông đưa ra một cái lời khuyên rất là đơn giản, tức là 7 điều đơn giản chúng ta có thể làm được, tức là Life Simple 7 Steps. Thì ông nói là chúng ta phải hoạt động, phải thể dục, thể thao vân vân. Nên ăn uống một cách thay đổi chút xíu, thay đổi cái cách sống và cách thay đổi cái cách ăn uống để làm giảm chất cholesterol, để làm giảm cân và đồng thời cũng làm giảm được cái đường lượng trong máu. Và sau cùng đối với ông, cái vấn đề hút thuốc lá là quan trọng nhất, là phải ngừng thuốc lá. Thì đó là cái lời khuyên tôi nghĩ rất là đơn giản. Nhưng mà đôi khi chính sự đơn giản đó đôi khi nó cũng khó để mà thực hiện thôi. Thì đó là cái lời khuyên mà tôi nghĩ là tôi sẽ chuyển cái lời khuyên này của bác sĩ Anman đối với cái quý vị khán giả ở Campanay. Dạ, xin cảm ơn bác sĩ đến đây để hết thời hạn dành cho bản tin y học. Xin cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Lần nữa xin cảm ơn thông. Kính thưa quý vị, vừa rồi bác sĩ Trần Văn Sáng đã trình bày cho chúng ta biết về tác dụng của chất thuốc statin cũng như những tiêu chuẩn mới trong việc sử dụng chất thuốc này. Hy vọng các thông tin do bác sĩ Trần Văn Sáng cung cấp trong bản tin y học hôm nay có thể giúp chúng ta thêm một ít kiến thức về cách sử dụng chất thuốc statin, ngõ hầu chúng ta có thể take care bản thân mình cũng như lo cho người thân một cách tốt đẹp hơn. Đến đây đã hết thời hạn dành cho bản tin y học. Em Kim Thu xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong bản tin y học kỳ tới.